một lần. Thì em mới hiểu người dân xứ này vì sao hát lại gió quay, vì sao nhiều đó đây vẫn sang. Trên giải đất hình chữ S, xứ Thanh tọa lạc ở một vị thế đắc địa về địa lý, phong thủy, chính trị, giao lưu văn hóa. Vị trí địa lý khá đặc biệt ấy đã góp phần tạo nên một tiểu vùng văn hóa đặc trưng, một bức tranh văn hóa được vẽ bởi nhiều gam màu đa dạng nhưng thống nhất bền vững. Những đền đài lăng tẩm rêu phong trầm mặc, những tượng đồng bia đá thách thức thời gian, những hang động kỳ bí mang trong mình bao nhiêu huyền thoại, những lễ hội tưng bừng, tất cả đã tạo nên một miền Thanh lung linh đầy màu sắc. Trong hành trình xuyên Việt từ Bắc vào Nam, sông Mã Hàm Rồng là danh thắng hút hồn nhiều tao nhân mặc khách. Những đồi thông ngút ngàn, đan xen những thung lũng thơ mộng, bao quanh là dãy núi hình chín khúc rồng nhấp nhô uốn lượn theo dòng sông Mã.
Động Long Quang trên núi Đầu Rồng là nơi du khách có thể thả sức ngắm nhìn toàn cảnh sơn thủy hữu tình hết sức độc đáo. Động Tiên Sơn nằm ở núi Rồng là nơi lưu giữ những kiệt tác của tạo hóa. Không những thế, giờ đây Hàm Rồng còn là một bảo tàng lịch sử văn hóa đồ sộ. Mỗi ngọn núi, con sông, tất đất, cây cầu nơi đây đều trở thành một hiện vật sống, ghi dấu những chiến công hiển hách của quân và dân Hàm Rồng trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Xã Cẩm Lương nằm dưới chân dãy núi Đổ Yên hình cánh cung, chạy dài từ hướng đông nam sang hướng tây nam. Trước mặt là dòng sông Mã đỏ nặng phù sa, ngàn năm bồi đắp tạo nên những bản làng chủ phú xanh tươi. Từ chân hòn núi đá vôi mang tên Trường Sinh, thuộc dãy Bồ Ung, địa phận làng Đương Ngọc, được khe nước chảy tạo nên dòng suối nhỏ xinh xắn. Nước suối quanh năm hầu như trong veo, dẫu là mùa khô hay mùa lũ, vì thế nên có tên gọi là suối ngọc. Điều làm cho suối ngọc trở thành dòng suối huyền thoại với bao sự tích mang đậm sắc màu tâm linh chính là sự xuất hiện và sinh sôi của đàn cá thần. Không ai biết đàn cá có từ bao giờ, chỉ biết rằng rất nhiều cá cứ hàng ngày bơi ra bơi vào cửa hang nhỏ bé này. Người ta dự đoán trong lòng núi Trường Sinh có một hồ nước lớn, đó chính là chốn sinh sôi nảy nở của đàn cá thần. Theo phân tích của các nhà khoa học thì đàn cá ở suối ngọc có tên gọi là cá sấp. Hình dáng của loài cá này gần giống cá chép, bơi có màu đỏ, khi bơi thân chúng phát ra nhiều tia sáng lấp lánh. Vào mùa cạn, nước suối trong vắt, du khách có thể nhìn thấy rõ đàn cá. Người trên bờ đưa tay vuốt ve, vui đùa cùng cá. Vào mùa lũ, cá thần theo dòng nước đi xa hàng cây số, nhưng sau đó lại quay về suối mà không hề bị lạc đường. Có lẽ cũng chính vì thế mà sức hấp dẫn của suối cá thần càng được tăng lên, thu hút đông đảo du khách thập phương đến thưởng ngoạn. Chuyện kể rằng, năm ấy hạn hán mất mùa, dân bản phải vào rừng đào củ mài, hái rau rừng ăn cho qua bữa. Không ít người già trẻ con chết đói. Thế nhưng không một ai dám ra suối bắt cá thần về ăn, bởi theo họ, nếu làm như thế sẽ bị thần rắn trừng phạt. Chính vì thế, cư dân nơi đây đã lập bàn cầu thần ngay bên bờ suối. Ba ngày ba đêm nghi ngút khói hương, cuối cùng trời đã đổ mưa, cây cối mùa màng tốt tươi trở lại. Từ đó cứ vào ngày mùng 8 đến 15 tháng giêng âm lịch hàng năm, người dân lại mở hội tế thần bên bờ suối, cầu cho đàn cá ngày càng đông đúc, bản làng bình yên ấm no, hạnh phúc. Theo các cụ cao niên trong làng Ngọc, thì việc bảo vệ suối cá thần đã trở thành ý thức tâm linh của người Mường nơi đây từ xa xưa. Không có người trực tiếp bảo vệ ngày đêm, nhưng truyền thống bản làng, ý thức cộng đồng của người Mường đã góp phần giữ gìn suối cá, quà tặng vô giá của thiên nhiên, vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp tự nhiên vốn có đến ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có một con suối vô cùng độc đáo nằm ở phía nam của rừng nguyên sinh Cúc Phương và bắt nguồn từ ngọn núi Bu Lương là ngọn núi đá vôi hùng vĩ. Đó chính là suối Cá Thần ở xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Hoàng Kim và đoàn làm phim đã đến suối Cá Thần và tận mắt chứng kiến những đàn cá dày đặc chen chúc nhau ở ngọn suối độc đáo này. Suối Cá Thần có từ bao giờ? Câu trả lời là không ai biết. Rồi cũng có người thắc mắc, tại sao lại gọi là Cá Thần? Cũng chẳng ai lý giải được. Người ta chỉ có thể nói theo truyền thuyết và giai thoại rằng Cá Thần chính là loài cá đã và đang xuất hiện rất nhiều ở dòng suối này. Đó là một dòng suối nằm tại địa bàn Làng Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Theo các bậc cao niên ở làng Ngọc thì cá thần có từ rất lâu đời. Khi họ sinh ra là đã có loài cá này ở dòng suối này rồi. Người dân vùng này có người thì gọi là cá thần, có người lại gọi là cá tiên. Với dân gian thì cả hai tên gọi đều phù hợp để đặt cho loài cá này. Bởi vì gọi là cá tiên vì trong chúng có màu sắc rực rỡ rất đẹp, không giống với những loài cá bình thường khác. Và về hình thù thì cá tiên có những nét giống với cá chép, môi đỏ rực, hai bên có khuyên tai to lộ rõ, thân cá màu đỏ hồng, trông rực rỡ và bắt mắt.
Còn nếu như gọi là cá thần, vì một lẽ loài cá này đã đi vào giai thoại nhuốm màu tâm linh, tín ngưỡng của người đời qua những câu chuyện được lưu truyền đầy vẻ huyền thoại. Đó là những câu chuyện mà bất cứ ai, từ người già cho đến những đứa trẻ ở vùng đất này, ai ai cũng thuộc nằm lòng, thậm chí còn dị bản và thêu dệt thêm cho hấp dẫn để kể cho du khách nghe. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một người từ xứ khác đến nơi đây và đã liều lĩnh bắt trộm cá thần về ăn. Mấy hôm sau, trên đường về, ông đã bị đột tử giữa đường. Không dừng lại ở đó, con cái của ông cũng bị quả báo, người thì chết trẻ, đứa thì bị tật nguyền, què quặt, vân vân. Nên cái tên cá thần được bắt đầu từ đó. Chính vì vậy, cá thần đã đi vào huyền thoại của người dân xứ Thanh. Mọi người càng tôn sùng những chú cá thần ở dòng suối này. Họ chẳng những không dám chọc ghẹo, bắt ăn thịt, mà ngược lại thường chăm sóc, nuôi nấng, chiều chuộng hết sức chu đáo những chú cá thần linh thiêng, đặt cá ngang hàng với những con linh vật khác từng được mọi người tôn kính, thờ cúng để cầu xin cuộc sống bình an. Có lẽ vì lý do đó nên phía trên sườn núi, ngay cạnh dòng suối, người ta đã lập một ngôi miếu thờ thần cá. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Truyền thuyết trong dân gian còn kể rằng loài cá thần ở đây còn được thần trắng bảo vệ rất chặt chẽ và ứng linh những điều quả báo. Nếu ai bắt cá thần ăn thịt, lập tức sẽ bị rắn thần cắn chết để báo thù. Trong thực tế, chính từ truyền thuyết này mà xưa nay số lượng của đàn cá chỉ tăng thêm chứ không hề giảm, vì người dân trong vùng không ai dám đụng đến loài cá ở suối này. Với niềm tin tâm linh ấy, người dân đã lập đền thờ thần cá ngay bên cạnh dòng suối. Từ mùng 8 đến 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân mở hội tế thần bên bờ suối, cầu mong đàn cá đông đúc, cuộc sống được đủ đầy. Bây giờ, du khách đến suối Cá Thần chỉ còn thấy ngôi đền mới được xây dựng trên nền dấu tích đã được xây dựng vào thế kỷ thứ 14. Đến đây, du khách cũng có thể nghe câu chuyện về quá trình lập làng giữ bản, chống chọi với thiên tai giặc giã, mưu cầu bình an, thóc lúa khoai sắn đầy bồ, rượu đầy chum đầy chóe của dân làng. Chàng rắn chàng rồng, ba đầu chín mắt, vảy sắt răng đồng, mắt to bằng núi Cồng, mồng to bằng lá cọ, trừ quái lập công, ơn ông to bằng bể, công ông to bằng trời. Với dân gian là vậy, nhưng theo giải thích của các nhà khoa học thì ở đầu nguồn của dòng suối này có một miệng hang nhỏ ăn thông với dãy hoành sơn hùng vĩ gọi là núi Hàm Rồng và núi Ngọc. Đây là hai ngọn núi lớn nằm trong số 99 ngọn núi của dãy Ngũ Hoa Phong trùng trùng điệp điệp. Tất nhiên, nước trong những ngọn núi này bằng nhiều ngõ ngách chảy ra con sông Mã và các thung lũng tưới mát những cánh đồng xanh mướt, hoặc chảy ra sông Mã hòa vào dòng nước ngầu đục phù sa. Thì ngược lại, ở các dòng suối như suối Cá Thần Cẩm Lương, nước rất trong. Thực tế cho thấy, dù đàn cá sinh sống dày đặc kín cả mặt suối, nhưng có một điều kỳ lạ là nước suối không hề có mùi tanh. Tại dòng suối này, ban ngày đàn cá ra ngoài kiếm ăn, thường thói quen của chúng là bơi tung tăng đợi du khách cho ăn.
Còn chiều tối, chúng theo miệng hang chui vào núi trú ngụ. Núi rất lớn, ngọn núi rất cao, nhưng ở chân núi phía bên trong thì không ai biết được số lượng cá thần trú ngụ sinh sống như thế nào. Cách đây mấy năm, người ta còn nhìn thấy một con cá nặng đến 20 kg. Nhưng sau đó, địa chất vùng núi này có sự biến động, cửa hang sụp xuống, từ đó không còn nhìn thấy con cá lớn lạ thường này nữa. Cá ở đây chủ yếu là giống cá dốc. Thân cá giống cá trăm cỏ, nhưng môi đỏ chót. Trong suối cũng có các loại cá trôi, cá chép, cá leo qua và cá chài. Người dân Cẩm Lương rất tôn trọng và tín ngưỡng cá suối thần. Nhiều lần mưa dầm, nước ngập lụt và đàn cá tràn ra cả ruộng lúa. Đến lúc nước xuống, người dân trong vùng nhìn thấy cá, biết không phải là cá sông, họ đều đem về suối thả lại. Cuối năm 2010, tại vùng núi Ngũ Hoa Phong cũng thuộc huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cách suối cá thần Cẩm Lương không xa, người dân lại phát hiện thêm hai dòng suối khác cũng có những đàn cá sinh sống dày đặc như thế này. Điều đó cho thấy vùng đất này xưa nay thực sự là nơi xuất hiện rất nhiều điều độc đáo của thiên nhiên kỳ thú. Cẩm Thủy nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 100 km về phía nam và là một huyện trung du miền núi ở phía tây bắc của tỉnh Thanh Hóa. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi, với đa phần cư dân sinh sống là đồng bào thuộc các dân tộc Mường, Thái, Tày. Ngày xưa, vùng đất này bị cách biệt với thế giới xung quanh bởi đồi núi và dòng sông Mã. Cách duy nhất để vào đến tận đây là đi bằng thuyền qua dòng sông. Ngày nay, du khách đến với vùng đất này rất dễ dàng bằng cách đi qua cầu treo. Nhiều năm trở lại đây, du khách đến đây nhiều hơn bởi sự hấp dẫn trong những câu chuyện về sự tích của dòng suối cá thần Lương Ngọc. Nơi sinh sống của cá thần là dòng suối chảy ra từ núi Trường Sinh, nằm trên dãy núi đá vôi Pù Luông, Cúc Phương. Bên kia là sông Mã. Dòng suối nước trong như ngọc, nên dân gian gọi là suối ngọc hay lương ngọc. Suối dài vài chục mét, rộng chừng 3 mét, chảy từ trong núi ra cửa hang rộng, với mực nước thường chỉ sâu khoảng 30-50 cm. Thế nhưng có tới hàng nghìn con cá lớn nhỏ sinh sống, cá nặng từ khoảng 2 kg đến 8 kg, nhiều loài khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là cá dốc. Loài cá dốc ở suối ngọc có hình thù rất đẹp, với lớp vảy phía trên lưng màu sẫm tựa như màu rêu và đá núi. Thân hình cá khá giống loài chấm sông, lưng và vây có chấm đỏ, môi phớt hồng. Khi mùa mưa về, nước lớn, du khách có thể may mắn được chiêm ngưỡng những chú cá chúa nặng chừng 35-40 kg xuất hiện. Tuy nhiên, đến Cẩm Lương không chỉ được đắm mình trong không gian đậm màu huyền tích mà còn để chiêm ngưỡng những hang động kỳ thú bậc nhất xứ Thanh. Từ suối Ngọc phóng tầm mắt về phía tây, từ độ cao khoảng 50 m, du khách sẽ thấy độc đăng, một loại hình hang động được tạo nên do hiện tượng caster xâm thực. Bước vào trong, ta có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Những khối thạch nhũ với hoa văn tự nhiên bừng sáng lên nhiều sắc màu kỳ ảo, tạo nên cảm giác tĩnh lặng, linh thiêng như đang bước vào cõi Phật. Đường vào động mênh mang sâu thẳm, không khí trong động mát vào mùa hè nhưng lại ấm áp mỗi khi đông đến, khiến cho du khách luôn có cảm giác thoải mái, dễ chịu khi vào khám phá nơi đây. Từ ngoài cửa cho đến trong lòng động,
đều có những khối thạch nhũ có hình thù kỳ lạ, khiến cho những người giàu trí tưởng tượng có thể khơi dựng lên nhiều huyền tích thú vị theo mỗi bước chân. Nơi này dấu tích hội bàn đào chống thiên cung khi xưa, nơi kia là cảnh đại chiến của thiên binh từ thủa hồng hoang đẻ đất đẻ nước. Bên này là bà tiên tóc bạc lưng còng, bên kia ông Bụt uy nghi tọa thiền. Không rõ từ bao giờ, nhân dân địa phương với trí tưởng tượng phong phú của mình đã thổi hồn đặt tên cho những khối thạch nhũ tưởng chừng như vô tri vô giác, những cái tên đầy ấn tượng như giường hạnh phúc, tượng đào tiên, động tình yêu. Cảnh sắc hang động ở Cẩm Lương đẹp và huyền bí, giống như trường ca đẻ đất đẻ nước của người Mường. Lạc vào không gian thạch nhũ của dãy Trường Sinh là bạn đang được đắm mình trong một thế giới u tịch, tĩnh lặng mà tràn ngập sự sống, sự sinh sôi nảy nở. Ấy chính là bài ca đẹp nhất được khơi nguồn từ miền đất nên thơ. Suối Cá Thần và động Cây Tăng chính là điều kiện tốt cho Lương Ngọc trở thành địa danh du lịch độc đáo, hấp dẫn, độc nhất vô nhị. Làng Lương Ngọc đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận làng Mường truyền thống của xứ Thanh, bởi mảnh đất này mang đậm vốn văn hóa phi vật thể và vật thể của người Mường trong, mà con người nơi đây đã sản sinh và bảo tồn nó. Đó là mối dây liên kết về nề nếp sinh hoạt và những phong tục mang tính chất cộng đồng từ xa xưa vẫn còn bền chặt cho đến ngày nay. Lễ hội Khai Hạ là lễ hội cổ truyền để tưởng nhớ công đức của chàng rắn, người anh hùng huyền thoại có công đánh giặc, bảo vệ bình yên cho bản làng, đã trở thành nét đẹp trong đời sống tình cảm tâm linh không chỉ của làng Lương Ngọc nói riêng mà còn cả vùng đồng bào dân tộc Mường Cẩm Thủy nói chung. Hàng năm bà con Mường Lương Ngọc tổ chức lễ hội Khai Hạ, vừa để tri ân, vừa cầu mong chàng rắn phù hộ cho dân làng ấm no, cuộc sống an lành, nhân khang vật thịnh, mùa màng tươi tốt, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở. Nếu ai chưa từng về Lương Ngọc, hãy một lần vãn cảnh đẹp về động Cây Tăng và suối Cá Thần để biết và ở lại Khai Hạ một lần, để nhớ cho lòng mình thanh thản với mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, đến với suối Cá Thần thì du khách không chỉ được chiêm ngưỡng hòa mình vào cái không gian đầy màu huyền tích mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hang động. Từ đầu nguồn suối Ngọc phóng tầm mắt về hướng tây ở độ cao khoảng 100 mét, du khách sẽ thấy động Cây Đăng. Cửa động cao khoảng 7 mét, rộng rãi thoáng mát hướng về phía mặt trời. Thưa quý vị và các bạn, khi vào khám phá động Cây Đăng thì du khách sẽ có hai đường đi, vào một đường và ra một đường. Vào thì người ta gọi là vào cửa cha và ra cửa mẹ. Bước vào động, ta có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từ ngoài cửa cho đến vào trong động đều có những khối thạch nhũ có hình dáng kỳ lạ, khiến cho những người giàu trí tưởng tượng có thể xây dựng nên nhiều huyền tích thú vị theo mỗi bước chân. Đây là đụng vàng đụng bạc, đây là bầu vú mẹ với dòng sữa ngọt ngào không ngừng chảy, đây là cây đa cổ thụ quả bóng sum xuê. Rồi nơi này giống tích hội bàn đào chốn thiên cung khi xưa, nơi kia lại là cảnh đại chiến của thiên binh từ thuộc hồng hoang đẻ đất đẻ nước. Bên này là bà tiên tóc bạc lưng còng, bên kia ông Bụt uy nghi tọa thiền. Đi vào sâu bên trong nữa thì có nhiều cái khối thạch nhũ nữa không anh? Đúng rồi, đi vào sau vẫn còn nhiều cái những thạch đẹp lắm. À thế ạ. Thế từ đây mà ra đến cửa hang thì còn sâu nữa không ạ? Còn khoảng 30 mét nữa. 30 mét nữa ạ. Đây này, cái lối đi bây giờ là rất là bé. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian khám phá trong hang động thì bây giờ chúng tôi đã ra đến cửa hang. Và theo như dân gian gọi thì đây là cửa mẹ, vào cửa cha và ra cửa mẹ. Khi đến với suối Cá Thần thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được khám phá những vẻ đẹp kỳ ảo của hang động Đăng. Đây sẽ là một trải nghiệm hết sức thú vị. Nghề dệt thổ cẩm của người Mường ở làng Lương Học đã có từ rất lâu đời. Với đôi bàn tay khéo léo,
óc sáng tạo và niềm đam mê đã làm cho những sản phẩm của nghề dệt thổ cẩm trở thành món hàng độc đáo, phục vụ du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đến với làng Nương Ngọc, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của suối Cá Thần và động cây đăng, mà còn được chiêm ngưỡng những sản phẩm kết tinh từ đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân dệt thổ cẩm. Ngày nay đến thăm làng Nương Ngọc, du khách có thể mua các sản phẩm thổ cẩm làm quà cho bạn bè và người thân như chăn, đệm, túi xách, quần áo. Với cảnh sắc thiên nhiên ban tặng và những nét đẹp văn hóa bản địa, Cẩm Lương rất có lợi thế để phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Tuy nhiên trên thực tế, việc phát triển du lịch ở Cẩm Lương vẫn chưa thực sự hiệu quả. Phần lớn các hộ nằm trong khu du lịch suối Cá Thần có quá ít kiến thức về kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng. Các lớp tập huấn được tổ chức hàng năm, song mới chỉ dừng lại ở lý thuyết mà chưa có những áp dụng thực tế. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng cho quản lý du lịch còn thiếu thốn, các loại hình dịch vụ chưa được đầu tư phát triển. Suối Cá Thần Cẩm Lương với vẻ đẹp nguyên sơ độc đáo đã thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong cả nước. Với việc công bố quy hoạch chi tiết khu du lịch suối Cá Thần Cẩm Lương cũng như những định hướng tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái tại đây sẽ là những điều kiện thuận lợi ban đầu để Cẩm Lương hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong tương lai gần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là bóng cô bơ, hiện danh là bóng cô bơ. Cô lên tàu xuống dòng tam tòa dưới thoại cung. Nghiêu thuần nữ chúng cô đẹp bằng, nghiêu thuần nữ chúng nghi xó bề tài sắc tiền cùng y, không ai sánh tay. Đàn hát cũng hay tính cô, đàn hát cũng hay nghi, ngũ âm cô khéo gầy năm giây tang tình. Đêm đêm ngồi tựa nghỉ á, ý nghĩ yên nỉ, ý ngồi tựa hiên loan, ý tay tiên cô già áo y á, y cùng đàn y nghĩ nam mi, y cũng đã nam thương y. Bởi vì cách chơi á, ý nghĩ đôi ý cách chờ mà đối phương ý. Con thuyền đậu bên thì á, ý nghĩ sông nghỉ, ý sông thương cô đợi chờ. Cô lên ngàn hai lá để thơ hai dăm, ba lá đợi chờ cùng phi tiên đình. Hẹn đã tới tìm các bạn này, đúng rồi, đi mà uống đây. Rồi chú từ từ, cháu làm cho nó ngon. Mấy mấy nhất cục đi. Để tao ngồi uống một hai ít nữa mình có không được. Có rồi, nó có mấy người tạo gì đấy. Cái gì hả? Được rồi, chào em. Làm tất chị anh, đi làm đây. Để có một em thế đi. Chị trong đoàn đi. Nào con uống chung kia, con đây. Để phóng tiền biên một. Bao nhiêu tiền? Ra đây nhà xếp cao rồi này. 15 rồi. Này mang cho hai uống trước này. Nó được cứ từ từ. Đấy, 15 rồi. 15 là phát được bao nhiêu rồi? Còn 30 không? Ôi, đây đeo quay bố đi, quay thằng kia. Bắn không uống nữa. Đúng rồi. Đại đúng không? Bố cho nghỉ luôn. Bố cho nghỉ đúng. Đây nhà nhau coi là thu quân dần. Thu quân dần rồi ra để làm nhưng nó muộn. À không, mà không lo. Không đợi hả?
Nam Định ạ. Dạ vâng ạ.
Mai Kỳ Hạ Thiên Cát Nhật Long Bân Khánh Đản. Tháng 8 được cha, tháng 3 được mẹ, chúng con bách bái kính lạy hội đồng đình thần tam bốn phủ. Chúng con kính lạy mẫu đệ tam thủ đền tối tú tối linh. Chúng con kính lạy công đồng các giá hội đồng các quan trên ngàn dưới tọa. 18 cửa rừng, 12 cửa bể, cửa đình thần tam tứ phủ tối tú tối cao, tối linh tận thương tận độ. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2016, tức ngày 16 tháng 5, ngày Quý Dậu tháng Giáp Ngọ năm Bính Tân, là ngày đón tiệc quan đệ ngũ tuần tranh 22 tháng 5, chuẩn bị đón tiệc khải phủ tháng 6. Bản hội thành phố Nam Định chúng con nhất tâm tưởng vạn tâm thành, mộ đạo ân cần, đường xa không quản đêm tưởng ngày, mong đêm trông ngày nhớ đường xa. Chẳng quản mưa nắng chẳng nề, chúng con nhất tâm về bái yết cửa cha cửa mẹ, cửa đình thần tam bốn phủ. Lời đầu tiên chúng con có lời kính chúc thánh mẫu đệ tam thủ đền. Chúng con kính chúc hội đồng các giá được vạn thọ vô cương, cho đạo pháp trường tồn, cho quốc đạo được hưng long, cho bách gia trăm họ chúng con đời đời nương nhờ hồng ân oai lực của chư thánh, được mọi việc hanh thông khang cát. Bản đền mẫu Hàn Sơn, mẫu Hắc Hàn thuộc đê tả sông Đò Lèn, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây thì nổi tiếng linh thiêng của đất nước ta, là nơi quốc đảo dân cầu thơm danh nước tiếng. Hôm nay thật là có đủ nhân duyên lành, bản hội chúng con được về bái yết cửa mẫu. Chúng con kính lạy hội đồng tiên thánh chứng tâm cho bản hội chúng con, gồm có Nguyễn Thị Cúc, Trần Thị Tử, Trần Thanh Tuấn, Trần Bảo Quốc, Vũ Thị Yến, Vũ Thị Dung, Bạch Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Nga, Nguyễn Thị Vụ, Trần Thị Thanh, Nguyễn Khánh Linh, Trần Thị Hà, Phan Ngọc Quang, Phan Tuân, Phan Ngọc Toàn, Trần Thị Hiền, Hoàng Thị Xen, Trần Thị Hảo, Trần Đình Thang, Trần Bảo Tân, Trần Phương Nga, Trần Minh Giang, Vũ Thị Tuyết, Đặng Thị Nga, Trần Bảo Thái, Vũ Minh Nam, Bùi Thị Hường, Trần Thị Nhài, Vũ Thị Thu, Nguyễn Thu Ngân, Trần Thị Lạc, Lã Quý Ngọc, Trần Nam Phương, Nguyễn Thị Bích Nguyên, Nguyễn Thu Huyền, Trần Thị Quý, Nguyễn Thị Bạch, Nguyễn Văn Khánh, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Năm, Vũ Thị Nam, Trần Thị Thủy, Lê Thị Gái, Nguyễn Thị Hải, Bùi Thị Tâm, Trần Thị Duyên Phương, Trần Thị Vân Mùi, Vũ Ngọc Lợi, Trần Văn Tuận, Trần Trung Hiếu. Chúng con lễ đạt tâm thành dầu một bó khó để thành tâm. Chúng con cúi lại mẫu bản đền chứng tâm vuông phủ cho bản hội chúng con. Chúng con có lấm thì mẫu cột rửa, chúng con có trách lệch ở đâu thì ok lại cho bản hội chúng con được bằng. Chúng con cúi xin phải cánh xương xót chứng tâm cho bản hội chúng con ba ta nghe chín tháng đông được no tấm thân giày tấm áo, cho chúng con buôn bán thương mại hành tâm lộc tựa vân lai tài như duyên trí, già mạnh khỏe trẻ bình an, cho chúng con được phúc lâu giàu bền phúc lai tai tống. Lộc của nhà ai thì về nhà ấy, phúc của nhà ai thì nhà ấy hưởng. Có lệ mẫu mẫu đèn trời phúc biển xoay ngược chỉ lối cho bản hội chúng con. Có lệ mẫu mẫu ngả tay phù, mẫu ra tay phép, mẫu ngả tay ấm, mẫu ra tay quyết, mẫu cuông phủ cho bách ra trong mọi chúng con được đời đời ấm no, dạy tấm lòng thành cuối chi chúng ta. Thương an công chúa Minh Tinh thừa quân binh công nhân trầm cài soi nước rộng lạnh lần thì em
chân